Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Cẩm Nang Số của chúng tôi ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin kiến thức bổ ích và thú vị. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay. Tử vi tuổi Giáp Thìn năm 2022, nam mạng sinh năm 1964, tuổi âm lịch 59 tuổi, sao Thái Dương chiếu mệnh, mạng Hỏa gặp mệnh Kim là tương khắc, thiên can tuổi Giáp gặp năm Nhâm là tương sinh, rất tốt. Thông tin gia chủ tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 nam mạng, nam giới sinh năm 1964 cầm tinh con rồng, tuổi Giáp Thìn, có ngày sinh âm lịch tính từ ngày 13 tháng 2 năm 1964 đến ngày 1 tháng 2 năm 1965 âm lịch, với thiên can Giáp, địa chi Thìn, mang ý nghĩa là phục đầm chi lâm, rồng ở đầm, ngũ hành hỏa, phú đăng hỏa, có nghĩa là lửa đèn to, tương sinh với thổ, tương khắc với kim, cung mệnh nam mạng là cung ly. Đàn ông tuổi Giáp Thìn là người có chí tiến thủ, tư chất thông minh, có tài ăn nói, vì thế họ luôn có cơ hội phát triển năng lực, thành đạt trong sự nghiệp. Bản mệnh có tài năng lãnh đạo và luôn đặt ra những yêu cầu cao, mục tiêu lớn. Đôi lúc, đàn ông tuổi Thìn gặp nhiều áp lực do sự cầu toàn của mình. Năm 2022, tử vi nam Giáp Thìn sinh năm 1964 có những biến đổi về sự nghiệp và tài chính như thế nào? Mời quý bạn tìm hiểu dưới bài viết sau đây. Xem tử vi nam tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 trong năm 2022 tổng quan. Xét về tử vi tổng quan năm 2022 của nam mạng tuổi sinh năm 1964, những chuyển biến về sự nghiệp, gia đạo, tài chính, sức khỏe sẽ được phân tích dựa trên các yếu tố ngũ hành bản mệnh, can chi, hạn tuổi hay sao chiếu mệnh. Năm Nhâm Dần 2022 là năm con hổ, mang mệnh Kim, bạch là kim, nghĩa là vàng pha bạc. Bản mệnh của Giáp Thìn sinh năm 1964 thuộc hỏa, gặp mệnh Kim là tương khắc, địa chi Thìn gặp Dần là bình thường, thiên can Giáp gặp Nhâm là tương sinh nên rất tốt. Tổng quan tử vi năm 2022 của nam mạng Giáp Thìn sinh năm 1964, mọi sự đều vẹn toàn và tốt đẹp, công danh sự nghiệp đều rộng mở. Tuy sẽ có lúc gặp khó khăn nhưng nhờ có quý nhân phù trợ, tiền bạc, tài lộc trong năm 2022 dồi dào. Trong năm nay, gia đạo có tin vui thêm về con cháu. Bản mệnh năm nay đã 59 tuổi, dễ đau ốm nên cần chăm sóc sức khỏe nhiều hơn. Năm 2022, nam mạng Giáp Thìn sinh năm 1964 chịu ảnh hưởng bởi sao Thái Dương là cát tinh, sao tốt, chủ về phú quý. Sao Thái Dương thuộc hành hỏa nên hợp với mệnh hỏa của bản mệnh. Sao chiếu mệnh tốt cho nam giới, mang ý nghĩa thuận lợi, khiến cây khô cằn cũng phải nở hoa, phát lộc. Luận giải tử vi năm 2022 nam tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 trên các phương diện. 1. Công việc, sự nghiệp. Trong năm 2022, nam mạng Giáp Thìn sinh năm 1964 không cần quá lo lắng về công việc và sự nghiệp. Trong các mối quan hệ với đối tác, bản mệnh luôn có sự bình hòa, khiêm tốn, không cậy bản thân chức quyền và nhiều kinh nghiệm mà coi nhẹ người khác. Do vậy, bản mệnh đi tới đâu cũng được yêu quý, nể trọng. 2. Tài chính. Tài lộc năm 2022 sẽ luôn thịnh vượng dù bạn mệnh có đang làm lĩnh vực nào. Tài lộc cũng sẽ đến từ nhiều nguồn khác nhau, có thể công việc tay trái sẽ phát triển. Tuy vậy, bạn mệnh cũng cần lưu ý đến những người xung quanh, không nên quá tin tưởng vào những mối quan hệ mới để tránh bị lừa gạt, lợi dụng. 3. Tình duyên, gia đạo. Nam Giáp Thìn sinh năm 1964 chuyện gia đạo, tình duyên trong năm 2022 bình ổn. Vợ chồng có sự đồng điệu để xây dựng gia đình. Khoảng thời gian kế đây để dành thời gian trò chuyện, lo lắng cho con cái trong nhà. Về cơ bản, chuyện gia đạo, tình duyên của bạn mệnh trong năm nay khá như ý. Nếu xảy ra những mâu thuẫn nhỏ nhặt, cũng chỉ cần nghĩ thoáng, bình tĩnh xử lý thì mọi chuyện đều sẽ ổn thỏa. 4. Sức khỏe. Sức khỏe của bạn mệnh đã lớn tuổi nên không nên làm việc quá sức. Đồng thời nên chú ý đến vấn đề dinh dưỡng và rèn luyện thể dục phù hợp để nâng cao sức khỏe. Xem sao hạn của nam tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 trong năm 2022. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về vận hạn của nam mạng tuổi Giáp Thìn trong năm 2022. 1. Sao chiếu mạng. Năm 2022, nam mạng Giáp Thìn sinh năm 1964, chủ sao Thái Dương thuộc hành hỏa, nghĩa là mặt trời chiếu mệnh, vượng phú quý cho nam giới. Dưới sự tác động của các tinh, bản mệnh sẽ làm ăn phát đạt, công việc có thăng tiến. Tháng 6 và tháng 10 âm lịch là tháng đại cát. Nếu làm ăn chân chính thì con đường sự nghiệp sẽ rộng mở. Nếu làm ăn không chính đáng thì sao Thái Dương sẽ tác động hao tổn tài lộc. 2. Hạt tuổi. Năm 2022, nam mạng Giáp Thìn gặp hạt Thiên La, chủ về phu thê, gia đạo nên cần bình tĩnh xử lý mâu thuẫn. Hạt Thiên La dễ gây bất an và bồn chồn, lo âu. Tuy vậy, do bản mệnh đã chủ động biết được hạt Thiên La nên cần giữ tâm thế lạc quan, giữ cho tinh thần luôn thoải mái để mọi chuyện trôi qua êm ấm, nhẹ nhàng hơn. 3. Tứ trụ. Thiên thắng địa tam tai. Nam mạng Giáp Thìn trong năm 2022 chỉ biến động làm ăn nên cần tính toán kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Đồng thời, bản mệnh cần quan tâm gia đình hơn. 4. Vận niên. Thố lộc nguyệt, thọ vờn trăng. Năm 2022 báo hiệu một năm tươi vui, hạnh phúc, thành đạt suôn sẻ và nhiều tài lộc. Gia đình có nhiều hỷ sự. Tuy vậy, bạn mệnh cần lưu tâm, không đầu tư tiền bạc, cho vay mượn và hạn chế tiệc tùng. 5. Màu hợp tuổi. Phong thủy ngũ hành năm 2022 nam mạng Giáp Thìn mệnh hỏa được sao Thái Dương chiếu mệnh sẽ hợp với màu đỏ, hồng, tím, xanh lá cây. Tìm hiểu kỹ hơn về màu sắc đem lại may mắn và hợp với mệnh hỏa, tại mệnh hỏa hợp màu gì. 6. Hướng xuất hành. Nam mạng tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 thuộc cung ly, đông tứ mệnh. Hướng xuất hành nên chọn các hướng sau: đông sinh khí, bắc diên niên, đông nam thiên ni, nam phục vị. 7. Hóa giải sao hạn. Theo phong tục, bạn mệnh khi gặp sao xấu có thể dâng lễ giải hạn để tăng thêm niềm tin. Bạn mệnh được sao Thái Dương là cát tinh chiếu mệnh, chỉ cần làm ăn liêm chính là mọi sự đều thuận lợi, bình an. 8. Vật phẩm phong thủy. Để giảm trừ những vận hạn trong năm 2022, quý bạn có thể sử dụng các vật phẩm phong thủy hoặc đeo Phật bản mệnh. Đây là những vật phẩm mang tới nhiều điều may mắn, tốt lành cho thân chủ. Tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 được Phật Thổ Hiền Bồ Tát hộ mệnh. Mang theo mặt Phật bản mệnh Thổ Hiền Bồ Tát bên mình thì cuộc sống sẽ bình an, tư tưởng thoải mái, không suy nghĩ ưu phiền, tràn đầy năng lượng tích cực, sức khỏe dồi dào. Nếu chọn mặt Phật làm từ đá mã não đỏ thuộc hành hỏa là hợp với bản mệnh nhất. Ngoài ra có thể chọn mặt Phật đá thạch anh xanh thuộc hành mộc, bởi vì mộc sinh hỏa cũng rất tốt cho bản mệnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi. Mong rằng những chia sẻ trên sẽ giúp ích được nhiều cho quý vị và các bạn. Quý vị đừng quên nhấn like, đăng ký và theo dõi kênh để biết thêm nhiều video hay và bổ ích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!